Chủ tịch Triều Tiên cam kết nắm chặt tay với Tổng thống Nga. Truyền thông phương Tây thừa nhận khó chọc thủng tuyến phòng thủ quá kinh ngạc của Nga. Kho vũ khí hạt nhân của các cường quốc tiếp tục gia tăng. Phương Tây mong chờ gì vào cuộc phản công của Ukraine? Iskander Nga tấn công căn cứ MiG-29 Ukraine rung chuyển. Trên thế giới ngày hôm nay có rất nhiều thông tin đáng chú ý, đặc biệt là những nội dung chính yếu sau đây. Chủ tịch Triều Tiên cam kết nắm chặt tay với Tổng thống Nga. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thể hiện ủng hộ Nga và sẵn sàng xây dựng mối quan hệ chiến lược chặt chẽ hơn với Moscow. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết ngày 12 tháng 6, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi thông điệp chúc mừng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân ngày nước Nga. Trong thông điệp, ông Kim Jong-un đánh giá mối quan hệ hữu nghị giữa Triều Tiên với Nga là tài sản chiến lược quý báu. Đồng thời, Chủ tịch Kim kêu gọi hợp tác chiến lược với Moscow, cam kết nắm chặt tay với Tổng thống Nga Vladimir Putin để cùng hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước hùng mạnh theo nguyện vọng của người dân hai quốc gia. Ông Kim Jong-un khẳng định sẵn sàng nỗ lực hướng tới hợp tác chiến lược chặt chẽ hơn giữa Triều Tiên và Nga. Cũng trong thông điệp, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tái khẳng định ủng hộ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine. Lãnh đạo Triều Tiên cho rằng, hành động của Nga trong cuộc đấu tranh nhân dân nhằm chống lại các thế lực thù địch tìm cách gây phương hại tới chủ quyền và an ninh của Nga đã bước sang một giai đoạn quyết định mới, và người dân Triều Tiên tiếp tục ủng hộ hoàn toàn và đoàn kết với Nga. Truyền thông phương Tây thừa nhận khó chọc thủng tuyến phòng thủ quá kinh ngạc của Nga. Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ khó có thể chọc thủng tuyến phòng thủ của quân đội Nga. Các binh lính của lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận rằng họ không thể chọc thủng tuyến phòng thủ đáng kinh ngạc của quân đội Nga. Họ sở hữu các chiến hào và công sự bãi mìn đáng kinh ngạc sẽ rất khó để chọc thủng tuyến phòng thủ của họ. Ngoài ra, họ có pháo binh tốt và nhiều hơn chúng tôi, chỉ huy lực lượng Ukraine chia sẻ. Quân đội Nga đã chuẩn bị tuyến phòng thủ dài 965 km bao gồm mạng lưới nào, chiến hào, công sự đang răng rồng và các bãi mìn. Tình báo Anh đánh giá mạng lưới phòng thủ này được gọi là một trong những hệ thống công sự quân sự lớn nhất thế giới. Giới nghiên cứu cho biết các lực lượng Nga đã đào những chiến hào như vậy dọc theo những nơi mà họ cho là nút giao thông quan trọng hoặc bên ngoài các thành phố chiến lược. Công trình phòng thủ này đã được quan sát thấy ở hai khu vực thuộc tỉnh Zaporizhia. Hầu hết các chiến hào được xây dựng theo hình zigzag, giúp hạn chế tầm nhìn của đối phương và cung cấp khả năng bảo vệ bổ sung trước những mảnh đạn pháo. Để đối phó với cuộc phản công toàn diện của Ukraine, Nga đã triển khai xây dựng các chiến hào mới, hàng rào chống tăng và các công sự đang mọc lên như nấm, trải dài từ thành phố Voronezh của Nga chạy qua phía đông Ukraine và phía tây nam đến bán đảo Crimea. Kho vũ khí hạt nhân của các cường quốc tiếp tục gia tăng. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, trong bối cảnh xung đột Ukraine, các cường quốc hạt nhân đang tích cực hiện đại hóa kho vũ khí. Thống kê cho hay, vào tháng 1 năm 2023, các quốc gia như Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên và Israel có tổng cộng khoảng 12.512 đầu đạn hạt nhân, trong đó có 9.576 đầu đạn nằm trong kho có khả năng sử dụng, tăng 86 đầu đạn so với tháng 1 năm 2022. Đồng thời, khoảng 2.000 đầu đạn, hầu hết thuộc về Nga và Mỹ, đang ở trong tình trạng báo động cao. Trong số các quốc gia dẫn đầu về số lượng đầu đạn được triển khai vào đầu năm 2023, báo cáo ghi nhận Mỹ với 1.770 đầu đạn và Nga với 1.674 đầu đạn. Cùng với đó, cả hai quốc gia này sở hữu khoảng 90% tổng số vũ khí hạt nhân trên thế giới, tiếp theo là Pháp và Anh với lần lượt 280 và 120 đầu đạn. Năm 2022, quy mô kho vũ khí hạt nhân của Nga và Mỹ vẫn tương đối ổn định. Tuy nhiên, ngoài kho dự trữ vũ khí hạt nhân có thể sử dụng được, cả hai cường quốc này còn có hơn 1.000 đầu đạn trước đó đã rút khỏi biên chế quân đội và đang được loại bỏ. Quy mô kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc theo ước tính đã tăng từ 350 lên 410 đầu đạn. Báo cáo cũng cho biết Trung Quốc có thể tăng số lượng vũ khí hạt nhân lên tương đương so với Mỹ và Nga trước khi thập kỷ này kết thúc. Vương quốc Anh, quốc gia không tăng kho vũ khí hạt nhân vào năm 2022, cũng có khả năng tăng kho dự trữ đầu đạn. Kết luận này được đưa ra trên cơ sở tuyên bố của chính phủ Anh vào năm 2021 về việc tăng giới hạn từ 225 lên 260 đầu đạn. Phương Tây mong chờ gì vào cuộc phản công của Ukraine? Giới chức Mỹ và EU thừa nhận việc Ukraine giành lại tất cả khu vực mà Nga đang nắm quyền kiểm soát là rất khó xảy ra. Tờ New York Times dẫn lời giới chức Mỹ và EU cho hay phương Tây sẽ coi cuộc phản công của Ukraine là thành công nếu Kiev giành lại được tất cả các khu vực quan trọng mà Moscow đang kiểm soát hoặc làm suy yếu các lực lượng của Nga. Kết quả phản công sẽ tác động đến hoạt động hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine cũng như các cuộc thảo luận
trong tương lai về việc đảm bảo an ninh cho Kiev. Theo giới chức Mỹ và EU, Tổng thống Ukraine Zelensky là người quyết định cái gì được gọi là thành công trong cuộc phản công. Trước đó, ông Zelensky tuyên bố muốn các lực lượng Ukraine giành lại tất cả khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Moscow, bao gồm các vùng lãnh thổ mới sáp nhập vào Nga như Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng, vùng Zaporizhzhia và Kherson cùng bán đảo Crimea. Theo tờ báo của Mỹ, phương Tây đang thảo luận về hai kịch bản được cho là cuộc phản công diễn ra thành công. Đầu tiên, quân đội Ukraine giành lại và giữ vững những vùng lãnh thổ quan trọng trước đây đã Nga kiểm soát. Thứ hai, quân đội Kiev khiến Nga phải đặt câu hỏi về hoạt động quân sự trong tương lai ở Ukraine. Trước đó, tờ Politico đưa tin Nga đang lo lắng theo dõi tiến độ cuộc phản công của Ukraine do các quan chức Mỹ cho rằng danh tiếng của Tổng thống Joe Biden phụ thuộc vào kết quả của sự kiện này. Hôm 10 tháng 6, Tổng thống Zelensky cuối cùng đã xác nhận cuộc phản công của Ukraine đang được tiến hành. Tuyên bố được đưa ra sau một tuần quân đội Kiev tổ chức tấn công tăng cường vào nhiều vị trí của Nga trên khắp chiến tuyến. Tổng thống Vladimir Putin khẳng định quân đội Nga đã ngăn chặn mọi nỗ lực tiến công của Ukraine. Ông Putin nhấn mạnh các lực lượng Kiev phải chịu thương vong nặng nề. Iskander Nga tấn công căn cứ MiG-29 Ukraine rung chuyển. Tên lửa đạn đạo Iskander M, tên lửa hành trình Iskander-K, máy bay không người lái Gudin 2 tấn công dồn dập vào căn cứ không quân Mykolaiv của Ukraine. Nga đã phát động một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M và máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân Ukraine ở Mykolaiv. Các máy bay chiến đấu MiG-29 của Lữ đoàn Hàng không Chiến thuật số 40 của Ukraine được bố trí tại căn cứ này. Cuộc tấn công được thực hiện vào sáng sớm ngày 10 tháng 6. Theo các báo cáo mới nhất, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M. Ngoài ra, tên lửa hành trình Iskander-K cũng đã được phóng trong cuộc tấn công của các máy bay không người lái tự sát do Nga sản xuất dựa trên mẫu Gudin 2 của Iran. Hai vụ nổ mạnh được ghi nhận lúc 3 giờ 39 phút sáng tại khu vực căn cứ không quân Mykolaiv đã được NASA ghi lại. Sau đó, ông Lunin cũng xác nhận tin này. Lunin là người đứng đầu vùng Potava, nơi có căn cứ Mykolaiv. Ông cho biết tên lửa của Nga đã làm hư hại cơ sở hạ tầng của căn cứ không quân và các thiết bị khác, Iskander-M và Iskander-K. Các nhà phân tích đã xem xét kỹ lưỡng các hình ảnh vệ tinh thu được. Theo họ, các tên lửa Nga đã được phóng đi với mục đích nhắm vào các cơ sở lưu trữ đạn dược và nhiên liệu dưới lòng đất. Cần phải lưu ý rằng tên lửa đạn đạo Iskander-M là vũ khí có sức công phá mạnh của Nga. Nó liên tục thay đổi quỹ đạo trong suốt chuyến bay và rất khó để đánh chặn, cũng như phán đoán hướng đi di chuyển của tên lửa. Một số chuyên gia quân sự khẳng định đánh chặn tên lửa là có thể nhưng vô cùng khó khăn. Đặc điểm nổi bật của Iskander-M là có sức xuyên phá rất lớn. Việc phá hủy các hầm chứa, nhà kho, căn cứ hay công sự dưới lòng đất là nhiệm vụ chính của vũ khí này. Loại tên lửa thứ hai được sử dụng trong cuộc tấn công là tên lửa hành trình Iskander-K. Tên lửa được triển khai và tấn công một cách bí mật. Theo một số báo cáo, loại tên lửa này có thể được phát hiện tại một thời điểm nhất định trong chuyến bay của nó. Tên lửa bay với tốc độ thấp hơn nhiều so với Iskander-M và do đó rất phù hợp để tấn công trực tiếp các mục tiêu trên mặt nước. Iskander-K là một trong những tên lửa hành trình có độ chính xác cao. Kể từ khi bắt đầu xung đột, tên lửa này rất ít được sử dụng. Iskander-K cũng rất khó bị đánh chặn. Tại sao là căn cứ Mykolaiv? Những chiếc MiG-29 thường không được không quân Ukraine sử dụng để tấn công các hệ thống phòng không của Nga. Theo các chuyên gia phương Tây, Ba Lan đã tích cực tham gia và giúp đỡ Ukraine trong việc tích hợp tên lửa chống bức xạ. Tên lửa do Mỹ sản xuất, nó có thể xuyên qua hệ thống phòng không của quân đội Nga và dễ dàng phá hủy hoàn toàn các khẩu đội phòng không cơ động. Chính vì lý do này mà quân đội Nga đã tiến hành các cuộc không kích với tần suất cao hơn. Bằng cách này, Moscow đang cố gắng hạn chế khả năng của Kiev trong việc tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các tổ hợp S-300 và S-400 được triển khai dọc chiến tuyến ở miền đông Ukraine. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo trên kênh Tin Tức Việt.